năm 41 tuổi. Thế là từ đó giờ đi ấy, là gánh họ Phan là chỉ có còn con cháu, tức là cái con cháu mà đời heo là bây giờ là coi như đấy đời cậu nè, heo rồi đầu mẹ con nè, heo rồi tức là mẹ con thì sang cái gánh khác rồi, đâu còn họ Phan nữa, chỉ có có mấy anh em trai heo là ông Phúc nè, ông Lộc nè, Phúc Lộc Trường nè, Trường Thi ở trong Nam là con trai. Vâng. Và ở trong Nam đó tức là bốn đứa con trai dòng họ Phan, như là con của ông Trung, là con của ông Trung. Thế còn Bắc Tuấn thì là con nhà ai? Bắc Tuấn cũng họ Phan nhưng mà con bà cả. Con bà cả thì coi là ông khác, không phải ông Phan, ông Trung à? Ông Trung nhưng mà con bà cả. Rồi. Bà Hương là con bà. Rồi cháu hiểu rồi. Bác Tuấn này, bác Nghĩa này. Nghĩa, Thành Nam, Nghĩa Tuấn. Thành Nam nữa. Thành Nam là ai nhỉ? Đấy là cũng con của ông Phan Trọng Thuận. Bác Thành là bác nào nhỉ? Bác Nam là bác nào? Bác Thành á, là bác mới hồi 6-7 tuổi là bác bỏ nhà bác đi. À rồi. Cũng bác chết thì không biết. Không biết. Thế còn bác Nam? Còn lại á, ha. Còn lại là khi mà ông Trung chết rồi á, thì là nghe là bà ngoại của con á, bà Hương, là bà Hương đó, bà Hương đi đó, thì mới ở lại một thời gian với cái bà mẹ chồng, tức là bà Thông, nghe không? Tức là mẹ của ông Trung. À mẹ ông Trung tên là bà Thông à? À tên là bà Thông. À thế à? Ừ. À đó, thế là cụ tổ, nếu mà là cụ tổ ngoại của con là tổ nội của họ Phan là tên là Thông. Ừ. Rồi ok. Đúng. Đó. Thế thì coi như là thế mà gốc của bà là gốc ở Nam Định. Của bà Hương. Gốc của ông Trung là ở Nam Định. Gốc của ông Trung là tại Nam Định. Quan ở Nam Định. Hả? Không. Hoàn toàn là dân buôn bán. Ừ. Gốc của bà ngoại kìa thì ở Ninh Bình. À. Tức là bà Hương á. Ừ. Quê quán gốc gác ở Ninh Bình. Nhưng mà bố bà Hương là ông Hàn Nhã, là quan ở tỉnh Nam Định. À. Về tỉnh Nam Định làm quan. Bây giờ mới gặp được ông Trung. Ừ. Mấy hai người mới lấy nhau. Rồi. Đó, vậy đó. Vâng. Ừ. Tức là cái dòng họ Phan á, hầu như là rất là nhỏ. Thế còn mộ thì là cho cậu cháu bây giờ đấy. Mộ thì là không thể nào biết được. Thế còn mà chết thì cũng không biết. Ông Trung chết đâu, cậu ông không biết à? Hồi đó là cậu mới có tí tẹo đâu, bằng đằng này có cu, bằng cu chứ đâu, 2 tuổi à, nhưng phố Cửa Đông, ở tại phố Cửa Đông à. Ừ. Phố Cửa Đông. Cậu có nhận được cái tiền này không, tiền gọi là cái tiền chia tài sản không? Không. À, không, mẹ cháu chính nhận tiền là mua được cái nhà trên ấy đấy. Ừ. Cái nhà ở Sơn Tây chính là tiền của mẹ cháu nhận đấy. Thì đó đây nè, cái tài sản á của bên ông ngoại đó, vâng, ha, cậu kêu là ông ngoại, vâng, là rất to, ông là quan đầu tỉnh Nam Định, người ta hỏi mày này cũng như là tỉnh trưởng bây giờ này, làm sao tài sản không lớn, ừ, thì tài sản đó là sau là đúng là ông Tần, bác Tần đó, là cậu kêu ông bác, mày kêu phải là ông bác, ha, là ở lại thành phố Nam Định chứ không là không đi theo Bà Hương, không đi theo vào Nam Định chế độ, vâng, không đi theo chế độ, thì bác ở lại, bác Tần ở lại thì được quản lý cái tài sản của ông ngoại để lại, vâng, nhưng mà không phải được quản lý hết. Cách mạng hồi đó vào giải phóng Nam Định thì chỉ để lại cho ông một phần thôi, đó, chỉ để ông một phần thôi. Thế thì sau nhà nước cách mạng mới quản lý toàn bộ tài sản đó, và anh em á thì có một số vào Nam, một số ngoài Bắc, thì những cái người mà còn lại ở ngoài Bắc á thì được cách mạng chia cho mới, đúng rồi, thì thế là mẹ mày có rồi, hả, đó bác Phúc có rồi, hả, với lại bác Tuấn bác Nghĩa gì đó, hả, không bác Tuấn không nghĩa, bác Tuấn không được, gánh khác không có, không được, đó, chỉ có mẹ cháu với bác tôi bác Phúc thôi. Không. Thế thì cái số còn lại á là để cho những người ở Nam này, tức là gì, có bác Thục này, rồi bác Lộc này, bác Trường này,
bác, à cậu này, rồi, tức là bốn người. Bốn người. Thì tài sản đấy nhà nước cách mạng giữ lại. Nói là những cái thằng này nó theo quỹ. Không cho. Của Nam phản động. Không cho. Nhà nước giữ lại. Thế. Rồi đến khi mà giải phóng được miền Nam rồi đó, thì bác Phúc vào đây. Bác Phúc mới kéo bác Lộc ra ngoài Bắc. Để đòi cái. Để đòi cái bây giờ là miền Nam thống nhất rồi thì không có thằng nào mà gọi là theo Mỹ là thống nhất rồi là rồi. Dân tộc Việt Nam chứ dân người Việt Nam có phải là người Việt không? Thì dân tộc Việt Nam mà quan trọng là có đòi được không? Rốt cuộc á thì ông này đổ thừa ông kia gần ông nói lại chính quyền rồi đó. Ông kia lại đổ thừa ông Ngọ cầm. Nó qua mấy chục năm rồi chứ giờ biết thằng nào cầm thật sự đấy. Tức là xô. Xô, xô, xô. Xô. Đó. Không nhận được cái gì. Ừ. Đó. Như vậy đó. Chứ tài sản của ông ngoại hồi đó đó. Thấy không? Là lớn lắm. Ông là quan tỉnh Nam Định mà. Rồi rồi.